Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi siêu thị Big C để coi trong bữa nay trong trọng có gì mới không nha các bạn. Chúc mừng sinh nhật 21 năm của siêu thị Big C. Ở đây nó bán cơm trưa cho mình luôn á các bạn. Một hộp này là cơm chiên với gà rán á các bạn. Hộp được khoảng 26 ngàn, cũng rẻ các bạn. Mình ăn hộp này là mình no rồi. Đùi gà cánh gà chiên giòn 29 ngàn đồng một phần. Cái này là bún nem nướng 20 ngàn, hai cây nem dài thòn luôn. Nhìn ngon quá các bạn. Hai cái má bự chảng luôn là có 27 ngàn à. Đùi nữa nè, ba cái đùi gà chiên 23 ngàn. Ủa rẻ dữ ta. Này là bánh ướt bánh ướt đây, nhìn cũng ngon quá nè, có 17 ngàn à các bạn, rẻ quá. Đây là nguyên một con gà luôn nè các bạn, nguyên một con gà luôn là 91 ngàn, nguyên một con gà bự luôn. Wow. Mà con gà này nó mất tiêu cái đầu rồi, nhà nó không có đầu. Gà không đầu nghe nó ghê. Thịt kho, tàu hũ kho, gà, nói chung là nhiều cái món để ăn cơm đó các bạn. Cơm chiên. Mít không hạt 60 ngàn một ký, 59.900 đồng một ký. Vỏ thôi, sờ với mua hàng hết trơn luôn, không có hàng.
đi vòng vòng mình không biết ăn gì luôn các bạn ơi. Ngày bây giờ mình ăn một cái hũ cà ri với một cái bánh đúc, ăn hai món, chủ ăn trưa tối nay bữa nay.